Tâm thần mập địch game hay thế giới xin chào đại gia đình. Hôm nay tôi sẽ là một con cá mập Mega London. Nhưng không phải là đây. Đây là mommy của tôi. Tức là má đó. Bà ấy rất là hiền. Mặc dù trước đây có một lần bà ấy ăn chơi quá trớn nên đã mang thai tôi. Nhưng không biết cha của tôi là ai cả. Dù chưa có chồng nhưng mà đã có con rồi. Nhưng mà cá mập mommy của tôi rất là ung dung và rất là yêu đời. Thường ngày hay leo lên bờ để có thể ngắm bình minh và hoàng hôn. Sau đó chỉ đi bắt những con cá nhỏ để bồi dưỡng cơ thể chờ ngày để tôi ra đời. Nói chung thì má của tôi là một con cá mập cực kỳ dịu hiền. Bà ấy có mong muốn để tôi ra đời, nuôi tôi khôn lớn thành cá mập, rồi sau đó là cạo đầu xuất gia đi tu. Nhưng mà cuộc đời không ai biết được chữ ngờ nó diễn ra như thế nào các bạn à. Lát nữa thôi, hai mẹ con của tôi sẽ gặp một chuyện kinh khủng khiếp nhất cuộc đời này và mãi mãi sẽ khắc sâu trong tâm trí của tôi. Thì sau khi người mẹ hiền dịu của tôi bắt rất nhiều cá nhỏ để bồi dưỡng, bà ấy cũng đã no và nhanh chóng trồi lên mặt nước để bơi thẳng ra đại dương, quay trở về nhà. Nhưng không biết mẹ tôi bơi kiểu gì mà để lũ con người săn bắt cá ở đây đã phát hiện. Một tên mặt râu ria dữ tợn, bụng phệ, đít teo, nhìn thấy mẹ tôi là một con cá mập khổng lồ đã thèm chảy nước miếng. Hắn ta cũng nhanh chóng dùng mọi cách, nào là súng điện, nào là súng lao, và tấn công công kích mẹ tôi, khiến mẹ tôi chết ngay tại chỗ. Xác của mẹ tôi đã nổi lên bền trên mặt nước, và sau đó hắn vớt lên, treo xác của mẹ tôi lên. Tưởng chừng như cuộc đời của mẹ tôi lẫn tôi sẽ kết thúc tại đây, nhưng đây lại là mở ra một cái sự bắt đầu mới. Cái tên thợ săn cá mập bụng phệ đít teo kia, hắn thật là tàn độc. Sau khi ngắm nghía cơ thể của mẹ tôi xong, hắn đã dùng một con dao thật sắc nhọn và tiến lại gần mổ bụng bà ấy ra để xem có thứ gì đó bên trong hay không. Và chính sự tàn khốc của loài người vô đạo đức này cũng đã làm cho tôi chào đời một cách rất bất đắc dĩ. Tên thợ săn cá mập này, hắn cũng lôi đầu tôi ra trong đau đớn. Và tôi nghĩ rằng chắc chắn tôi cũng sẽ giống mẹ của mình, lên bàn thờ ngắm gà khỏi thân mà thôi. Nhưng đột nhiên lúc này có một sơ hở, tôi vô tình táp lấy một cái bàn tay của hắn, cắn xé và cắn đứt nó. Sau đó hắn đã bung ra, khiến cho tôi rớt xuống dưới nước một khu đầm lầy. Vậy là cuộc đời cũng như hành trình báo thù của tôi cũng chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, do tôi vừa mới đẻ ra, cơ thể rất là nhỏ bé, chưa có đủ sức mạnh để tấn công, trả thù con người được. Tôi cần phải cố gắng ăn uống, luyện tập để cơ thể của tôi ngày càng to hơn. Thậm chí có thể to bằng mẹ tôi thì lúc đó mới đủ sức lực uy hiếp lũ con người kia. Nhưng trước hết, tôi cần phải làm một việc vô cùng quan trọng đã. Đó chính là kiếm một nơi thật linh thiêng, cúng tế linh hồn của mẹ tôi để bà ấy về nơi cửu tiền. Đây rồi, tôi phát hiện được một khu nghĩa địa. Tôi sẽ chọn đại một cái bia mộ tưởng tượng như mẹ của tôi để bắt đầu cúng linh hồn của bà ấy. Sau khi đọc kinh xong, tôi cũng cầu nguyện, cầu cho mẹ được vào thiên đường. Nơi đó có rất là nhiều cá mập xinh đẹp. Lúc đó mẹ có thể một mình lấy 100 con cá mập đực cũng được. Mẹ yên nghỉ nhé. Chuyện báo thù hãy để con. Trước khi rời đi, tôi cũng đã đánh dấu nơi thờ cúng mẹ của tôi, để sang năm tôi còn làm đám giỗ cho bà ấy nữa. Vậy là chuyện báo hiếu cũng đã được hoàn thành phần nào. Đến lúc tôi sẽ nhanh chóng đi luyện tập, ăn những con cá nhỏ khác để bồi dưỡng cơ thể, giúp cơ thể của tôi phát triển một cách vượt bậc. Rồi sau đó mới có cơ hội đi báo thù loài người. Bơi quanh cái vùng đầm lầy này, tôi phát hiện được rất là nhiều loài cá da trơn đang bơi tung tăng tại đây. Bọn chúng ăn phù du và những con côn trùng dưới nước, giúp cho cơ thể bọn chúng rất to, rất bự. Thấy thế, tôi không suy nghĩ gì nhiều, liền bay tới và cắn tới tấp, nuốt bọn chúng vào bụng. Tuy nhiên thì cái vùng đầm lầy này không chỉ có cá da trơn mà thôi, còn có loài cá dữ tợn, và chúa tể ở đây chính là loài cá sấu. Lúc đầu lũ cá sấu đó thấy tôi giống như cục phân muỗi vậy, chẳng để ý gì tới. Nhưng khi tôi ăn một hồi lũ cá da trơn, cơ thể tôi cũng đã lớn lên được gấp đôi.
Lũ cá sấu lúc này đã bắt đầu chú ý tới tôi. Bọn chúng nhìn tôi thèm khát, giống như là mèo gặp mỡ, giống như là trai xấu nhìn thấy gái đẹp vậy. Tất nhiên tôi cũng nhận ra điều đó, nhưng thay vì bỏ chạy, tôi lại suy nghĩ, nếu những con cá sấu này tôi không tấn công và tiêu diệt bọn chúng để trở thành chùm giang hồ tại cái khu đầm lầy này, thì chẳng bao giờ tôi có đủ sức mạnh để có thể báo thù cho mẹ tôi. Bởi vì loài người ở ngoài biển khơi kia còn dữ tợn hơn lũ cá sấu này rất nhiều. Tôi cũng quyết định tấn công ngược lại lũ cá sấu. Thế là một trận chiến sinh tử, một mất một còn cũng diễn ra. Tuy nhiên thì nhờ cái lợi thế lanh lẹ và cơ thể nhỏ, trong cái làn nước này tôi lắc léo, hàm răng cực kỳ khỏe của tôi cũng bắt đầu cắn tay, chân, miệng. Và thậm chí tôi còn cắn đứt luôn trái ớt của một con cá sấu, khiến cho nó rất đau đớn. Và cuối cùng tôi đã kích liễu nó. Vâng, lúc này đây tôi cảm thấy mình thật tuyệt vời, thật mạnh mẽ. Tôi có hy vọng trả thù cho mẹ của tôi rồi. Và không dừng lại ở đó, tôi lại tiếp tục bơi quanh cái khu đầm lầy này để săn cá sấu nữa. Càng ngày tôi săn cá sấu càng to, ăn được rất là nhiều nguồn dinh dưỡng từ thịt của lũ cá sấu đó. Cho đến khi một khoảng thời gian rất dài, người của tôi cũng to dần, sức khỏe của tôi còn mạnh vượt bậc hơn lũ cá sấu này rất nhiều. Những vết chày, những vết cạp trên khuôn mặt của tôi xuất hiện ngày càng nhiều. Hiện tại bây giờ tôi đã trở thành chú tể tại cái khu đầm lầy này rồi. Rất là nhiều con cá khác rất là sợ tôi. Còn mấy em cá cái lúc nào cũng thèm khát, muốn bắt tôi về làm chồng cả. Nhưng tôi vẫn vững tâm, bây giờ chưa lấy vợ sinh con được đâu, phải báo thù cho mẹ trước đã. Thế rồi ngày đó cũng tới, tôi đã bơi một mặt thật nhanh từ đầm lầy đó ra biển khơi, tìm đến kẻ thù năm xưa mà đã hãm hại mẹ con của tôi. Hắn nhìn thấy tôi thì hắn đã nhận ra tôi ngay lập tức. Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tuy nhiên thì tên săn cá mập này bây giờ hắn không còn đơn giản như ngày xưa. Chiếc thuyền của hắn cũng đã chuẩn bị những công nghệ thiết bị của loài người rất tàn độc. Xung quanh chiếc thuyền đó được bao bọc bởi một lớp điện với cường độ rất là lớn. Tôi cũng đã đâm đầu vào chiếc thuyền hồng muốn phá hủy nó, nhưng mà dường như dòng điện đó đã giật cho tôi bất tỉnh ngay tại chỗ. Cơ thể của tôi đã rơi xuống dưới đáy đại dương. Và rồi khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một khu vực khác. Ôi trời đất ơi, tí nữa thì hết biết mùi cá mập cái là mùi thơm hay thúi rồi. Chưa kịp bàng hoàng chuyện gì vừa xảy ra với mình, thì tôi đã gặp được một con cá voi nhà táng rất dữ tợn, muốn xé thịt tôi rồi. Lúc đầu thì tôi bị lép vế hơn nhiều, tôi bị con cá voi nhà táng đó tấn công nhiều phát vào trong cơ thể rất đau đớn. Nhưng trong một lúc cấp bách, tôi đã giơ cái nách của mình lên. Tôi bị viêm nách các bạn à. Và con cá voi nhà táng đó, nó đã dính cái mũi vào nách của tôi, khiến cho nó bị mất phương hướng. Chớp lấy cơ hội này, tôi đã dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn nhiều phát vào cơ thể của nó, khiến nó đau đớn. Nó cầu xin van lạy tôi, nó sẽ chỉ cho tôi một cái hang động rất bí mật, nơi đó chứa một nguồn phóng xạ của lòng đất rất là lớn. Nhưng tôi không tin, tôi cũng đã xơi luôn thịt của nó. Cuối cùng tôi đã giành chiến thắng. Nhưng tôi rất là buồn bởi vì tôi không trả thù được. Tôi lại nhớ tới những cái lời cuối cùng của con cá voi hồi nãy. Nó nói có một cái hang động chứa đầy phóng xạ. Tôi cũng đi theo cái hướng mà nó chỉ, xem thử nó có nói thật hay không. Và thật bất ngờ, những lời nói của nó là đúng sự thật. Ôi trời đất ơi, tao xin lỗi mày nha cá voi. Lát nữa để tao mua cái nải chuối với lại con heo về cúng đám dỗ mày. Khi vào bên trong cái hang động đầy phóng xạ này, cơ thể tôi đã hấp thụ một luồng phóng xạ rất là lớn, khiến người của tôi bắt đầu mọc ra những cái thứ gì đó vô cùng kỳ lạ. Những lớp sừng trên vai, trên lưng và thậm chí cả đuôi. Râu của tôi cũng mọc ra những cái râu điện, trông thật là ghê gớm. Chưa hết, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh nào đó lần lần trong người của mình. Đã vậy, những cú quật đuôi, những cú né tránh của tôi tốc độ tăng lên hàng chục lần. Wow, thật là bất ngờ. Tôi cảm thấy bây giờ mình đã đủ khả năng để đi báo thù rồi. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi cũng lập tức quay trở lại cái thuyền đầy điện của tên bắt cá từng giết chết mẹ của tôi. Thế là tôi và hắn lại gặp nhau một lần nữa. Chắc chắn lần này tôi phải liều mạng giết chết được hắn. Rút lấy kinh nghiệm của lần trước, lần này tôi bớt ngu hơn. Tôi không có dại gì mà tiếp cận lấy cái thuyền đó đâu. Tôi chờ đợi dưới nước xem có sự cơ hội gì đó diễn ra hay không. Bỗng dưng lúc này tôi thấy từ trên thuyền của hắn bắn ra những quả thủy lôi. Đúng rồi, tôi sẽ né lấy những quả thủy lôi này và thậm chí cạp những quả thủy lôi để ném vào ngược lại chiếc thuyền của tên đánh bắt cá độc ác kia.
Một quả, hai quả, rồi đến hàng chục quả cũng đã khiến cho thuyền của hắn bị vỡ ra những công nghệ giật điện và bốc cháy. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Tôi nắm lấy quả thủy lôi cuối cùng, ném thật mạnh vào trong chiếc thuyền của hắn. Mọi thứ đều đã bị tan vỡ, chiếc thuyền của hắn bị tê liệt hoàn toàn. Cái tên đánh bắt cá tàn độc đó, hắn cũng đã thấy thuyền của mình tê liệt, liền đi ra mũi thuyền. Và lúc này chớp lấy cơ hội, tôi đã phóng lên, cắn vào một nửa người của hắn, khiến hắn rất đau đớn. Vậy là hắn cũng đã đền tội với những cái hành động vô cùng tàn độc của mình. Những kẻ con người không biết yêu thương tự nhiên, luôn muốn săn bắt những loài động vật cá quý hiếm dưới nước. Tuy nhiên, ngay cả đến lúc chết, hắn vẫn không biết nhận tội của mình. Hắn cũng đã kích hoạt một quả bom trên thuyền. Hắn muốn tôi sẽ chết chung với hắn. Và rồi một vụ nổ rất lớn cũng đã diễn ra. Vậy liệu cá mập Megalodon tôi đây sẽ chết chung với hắn hay sao? Đó là câu trả lời ở phần 2. Nếu mà các bạn thấy series này hay, hãy để lại bình luận và nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình để mình tiếp tục ra phần 2 nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.